Như tiêu đề của video thì đây sẽ không phải là những chiếc iPhone 16 chính hãng đến từ nhà Apple mà đây chỉ là những phiên bản mô hình như bạn thấy đây thôi. Và mình cũng đã sớm mượn được những chiếc điện thoại này để chúng ta có thể so sánh với cả những phiên bản đời trước, ví dụ như là iPhone 15 này hay là iPhone 15 Pro và Pro Max để xem là những phiên bản mô hình này nó có khác biệt gì so với cả những cái phiên bản iPhone đời trước. Đầu tiên đó chính là về ngoại hình và thiết kế của những chiếc iPhone 16 nhá. Thì như các bạn có thể thấy đó chính là thiết kế của iPhone 16 và iPhone 15 phiên bản thường ấy thì bây giờ cái cụm camera của chiếc iPhone 16 nó đã được đặt dọc chứ không còn phải là đặt chéo giống như là iPhone 15 hay là iPhone 15 Plus nữa. Cùng với đó đều là một cái phối màu hồng thì cái màu hồng trên iPhone 16 cảm giác như là nó đậm hơn khá là nhiều so với cả phiên bản iPhone 15. Và cái phần mặt logo quả táo này các bạn thấy không? Rất là khó nhìn so với cả chiếc iPhone 15 đúng không? Đấy, thì đây cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải để ý tới Vậy còn những cái điểm khác thì sao về cái phím Action Button Thì bây giờ nó đã có trên những cái dòng iPhone 16 thường Bên cạnh đó thì cái nút bấm Capture Button Cũng là một cái nút bấm mới để giúp chúng ta có thể truy cập nhanh vào những cái tính năng Ví dụ như là camera trên cả những dòng thường và những dòng Pro Chứ không chỉ là có riêng trên dòng Pro nhá à, Đây sẽ là hai cái chiếc iPhone 16 phiên bản thường Với phối màu trắng và hồng như các anh em đang thấy thì về cơ bản là mình chỉ thấy nó sẽ có sự khác biệt sơ sơ qua là về hai cái nút bấm cùng với đó một cái điểm nữa đó chính là nếu chúng ta so sánh cái cụm camera giữa iPhone 15 và iPhone 16 thì trên iPhone 16 camera nó sẽ lồi hơn và nó to hơn so với cả iPhone 15 thường hay là 15 Plus cảm biến 48 megapixel trên những dòng iPhone 15 thường ấy nó đang là đủ rồi và mình nghĩ rằng không có chuyện sau ngay một năm mà Apple lại nâng cấp cảm biến hay là cái chất lượng camera trên những dòng iPhone 16 thường nó lại có cái mức tốt hơn so với đời trước quá nhiều đâu và đây cũng là một phiên bản để chúng ta có thể tham khảo thôi chứ còn nó sẽ không mang cái tính thực tế quá nhiều mà anh em vẫn phải đợi đến tháng 9 sắp tới khi mà Apple cho ra mắt những cái phiên bản iPhone 16 chính hãng chính thức thì lúc đó chúng ta mới có thể biết được thiết kế thực tế của những chiếc điện thoại này. Rồi, tiếp theo đó chính là về iPhone dòng 16 Pro. Nếu chúng ta nhìn và so sánh qua thì có thể thấy rằng thiết kế của iPhone 15 Pro và iPhone 16 Pro nó không có sự khác biệt nhiều đúng không? Nhưng nếu anh em để ý kỹ nhá thì chúng ta có thể thấy rằng là cái màn hình, cái kích thước của iPhone 16 Pro nó sẽ to hơn một xíu so với cả iPhone 15 Pro. Đấy, thì theo một số thông tin đồn đoán đến từ Apple Leak này thì mình có được biết rằng đó chính là kích thước màn hình mới của iPhone 16 Pro nó sẽ là khoảng 6,3 inch chứ không còn phải là cái mức 6,1 inch giống như là iPhone 14 hay là iPhone 15 Pro nữa thì đây cũng là một cái điểm thay đổi nho nhỏ, nhỏ. À, bên cạnh đó về thiết kế thì vẫn sẽ là những cái phiên bản Titan thôi vẫn là ba camera cùng với đó là phím Action Button tuy nhiên thì cũng giống như là dòng iPhone 16 thường thì 16 Pro cũng sẽ được trang bị cái phím Capture Button này tiếp theo là đến dòng iPhone 16 Pro Max thì thật sự là nếu nhìn qua xương xương về các bản thì thật sự là anh em không thể thấy được cái sự khác biệt của nó so với cả iPhone 15 Pro Max đâu Gần như là tương đồng và tương đương Duy chỉ có một điểm mà nếu mà chúng ta để kỹ hơn khi mà đặt cạnh hai chiếc máy này cạnh nhau ấy Thì mình thấy rằng là 15 Pro Max có cái chiều rộng màn hình nó nhỏ hơn một xíu so với cả 16 Pro Max 16 Pro Max phiên bản mô hình này cảm giác nhá là nó sẽ bè ra khá là nhiều Thế nên là khi các bạn cầm về cái chiều dọc ấy sẽ thấy hơi cấn tay Nhưng mà cầm chiều ngang thì sẽ thấy nó khá là to Còn các tính năng thì mình sẽ không thể nào chia sẻ với anh em được Bởi vì đây vẫn chỉ là những cái phiên bản mô hình Nhưng mà một số thông tin leak khác Ví dụ như là những dòng iPhone 16 thường thì sẽ được trang bị 8GB RAM Cùng với đó là tính năng Apple Intelligence đi sẵn trong máy Nhưng mà dĩ nhiên là các bạn sẽ phải mất tiền Các bạn sẽ phải trả phí thì mới có thể sử dụng được những tính năng này còn để nói về cái thiết kế mới đi Thực ra nói mới thì cũng chẳng phải mới bởi vì là cái thiết kế của iPhone 16 ấy đơn giản là Apple xoay lại cái cụm camera từ chéo thành dọc thế thôi Nó cũng tương đồng giống như là cái dòng iPhone 11 hay là iPhone 12 Nhưng mà bây giờ nó sẽ có thêm những cái phối màu mới nó trẻ trung hơn Và thiết kế thì nó cũng sẽ bo tròn hơn Còn để nói tổng kết lại thì mình thấy rằng đây không phải là một cái thiết kế quá đột phá là quá mới mẻ Đến từ nhà Apple Mọi thứ gần như là vẫn được giữ nguyên Kể cả là dòng thường cho tới là dòng Pro Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại Với những anh em nào mà đang sử dụng những cái mẫu iPhone 14 hay là 15 Thậm chí là 13 nhá Thì khi các bạn mua những cái mẫu iPhone 16 thường hay là 16 lớn ấy thì nó lại có cái sự nhận diện mới đúng không? Camera bây giờ lại chuyển về đặt dọc. Đi ra ngoài flash các thứ thì người ta cũng biết là mình mua iPhone 16 mới chứ không phải là iPhone 15. Còn với thời điểm hiện tại thì iPhone 15 series vẫn đang có cái mức giá bán khá là tốt tại chuỗi hệ thống cửa hàng 7S Ví dụ như là 15 Pro Max thì mức giá của nó đâu đó chỉ khoảng là 29 triệu tư mà thôi. Còn nếu anh em thu cũ đổi mới lên đời thì sẽ được trợ giá chỉ còn khoảng là 27 triệu 490 nghìn. Còn dĩ nhiên là khi các bạn mua hàng tại chuỗi hệ thống cửa hàng Cellphonet thì đang có cái chương trình đó chính là hỗ trợ trả góp 30 luôn. Đường link chi tiết thì mình sẽ để phía dưới để anh em có thể click vào nhá. Ok và đó là những chia sẻ nhanh của mình về những cái điểm nổi bật hay là những cái điểm mới trên những dòng iPhone 16. Thực ra đây vẫn chỉ là phiên bản mô hình thôi, vẫn chỉ là mang tính chất tham khảo thôi. Còn thực tế ra sao thì tháng 9 sắp tới chúng ta mới thể biết rõ được.